coi mình quay cái máy cầu lúa cho các bạn coi. Máy này, cái máy của Kubota 70 nè các bạn. Cái đầu máy của máy gặt Kubota 70 á, độ là thành máy cầu lúa. Đó, rồi như nó nói là máy này chở được 70 bao. 70 bao là đường ruộng nha các bạn, đường rừng nó tên là 80. Đường rừng nó tên là chở được 80 bao. Mới vô con kia mới chắc nữa nè các bạn. Rồi giờ mới chạy vô con kia mới chắc nữa. Có máy cắt đang cắt bên. Bên gì? Bên này đây không được đâu. Lấy gươm luôn, xài đỡ đi trời. Đeo đeo có chạy đâu, qua lỡ ngoài luôn. Không có chạy đâu bạn. Các bạn ha, chạy mạnh đó, bề ba mạnh. Mấy anh bóc giác lúa vui tính quá. Đó bạn. Trời nắng bóc thấy mấy anh khỏe hớn luôn. Mấy anh làm giếng quen rồi đó các bạn. Bên kia máy cắt, bên kia đó máy cắt cho qua, nên đây chờ để bỏ lúa lên xe cậu các bạn, lên cái máy cậu lúa nè.
cái cổ lúa này là chờ cho cái máy pháo máy gặt tới để bỏ lúa xuống men chắc lên đó các bạn. Lúa chơi nha các bạn. Rồi, tới đang xuống chỗ lúng kìa. Đó, anh vừa chạy qua chỗ lúng luôn đó các bạn. Các bạn thấy sình không? Từ xa mà thấy sình vậy hả? Ô, chạy quá mạnh luôn. Rồi mình lên tỉnh quay tiếp các bạn ơi. Cái bao gác là phải chạy tới chỗ kẹt hết à. Bao. Có cái bao gác gốc có gác tới chết lại cái. Hả? Cái bao gác nè. Để bao gác bao bì á, bao gốc luôn á. Bao quay bì á. Nè. Nhét lại miếng đi. Quay bì nè. Đây mấy anh chắc gần đầy xe rồi các bạn. Đây cái cắt gần sông Mẫu Đất nữa rồi các bạn ơi. Này gần Mẫu á. Ở đây khoảng 60 cao rồi. Hơn nửa đường rồi. Rồi máy này chuẩn bị chở lên rồi các bạn. Yeah.
mấy anh em đang nghỉ, đang ngồi nghỉ. Thấy giống con đây nè, nè nó trời đất ơi, nó biết đường chạy khớn luôn, nó biết đường chạy khi ghê. Tôi ngồi tôi thấy nó cọc bóng rồi, cái liền mới ghê quá, cắm mấy tông luôn rồi. Đây rồi, đây xe rồi, mấy anh chạy lên, mấy anh chở lên chỗ tập kết đó các bạn. Rồi anh qua bờ cái nha. Rồi anh qua bờ, đang qua bờ. Nhổng đất. Ồ, máy này mạnh quá. Máy mạnh thiệt các bạn ơi, qua nhẹ nhàng luôn. Tuy là thấp nhưng mà cái bờ qua nhẹ nhàng. Rồi, rồi mấy anh chạy rồi, mình cũng xin kết thúc clip luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye.